muốn trồng quýt trong chậu nhưng ngại khó chăm, cây quá cao và không đậu trái. Vậy thì hãy xem qua giống cam Chinato này nhé. Cam Chinato tại Việt Nam còn gọi là quýt Nhật, quýt Mỹ Lùng, là một giống thuộc họ cam quýt có nguồn gốc từ vùng ôn đới, được trồng rất hiệu quả tại Việt Nam, đặc biệt là trồng chậu. Vậy giống này có gì thú vị? Bản lá hình thoi, nhỏ nhắn và xếp từng dây trên cành. Cây ra trái quanh năm, khả năng đậu trái cực kỳ cao. Cây trưởng thành có thể đạt đến hàng chục trái là điều rất bình thường. Trái có kích thước gần bằng quả quýt, da nhăn chuyển vàng khi chín, ruột vàng sậm vì trái ngọt thanh mát. Cành dẻo, thân không quá cao, trung bình chỉ đạt tới 1m5 là toàn xe đều, nên không cần cắt tỉa để chỉnh chiều cao. Hoa trắng, nở quanh năm, đặc biệt tỏa hương thơm rất rộng và dễ chịu. Trồng được ở các vị trí thiếu nắng như ban công, vách tường, chỉ 4 tiếng nắng trực diện. Đây là một lợi thế so với những dòng cam trái thông thường, phải đủ nắng mới ra trái. Chính vì những ưu thế đó, quýt Nhật là loại cây ăn trái, thường được chọn làm cây bonsai, trồng chậu trên sân thượng. Trang trí cảnh quan ngoài trời, kết hợp bồn hoa, tiểu cảnh trông rất đẹp mắt. Để tìm giống cam Chinato chất lượng, chuẩn giống và không lai tạp thoái hóa, đặc biệt không sử dụng thuốc hóa học trong suốt quá trình trồng, thì hãy nhắn ngay cho Hoàng Long Gia Đình nhé.